Chiều nay, đại diện Facebook đã chính thức xin lỗi vì sự cố nhầm lẫn gắn hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc trên bản đồ Line và bản đồ dành cho các nhà quảng cáo của mạng xã hội này. Theo Facebook thì đây là một lỗi kỹ thuật và họ đã sửa lỗi cũng như triển khai bản cập nhật trên toàn cầu. Bên cạnh đó thì đại diện của Facebook cũng cho biết là chính phủ Việt Nam đã hỏi hãng về vấn đề này và hãng đã giải thích bao gồm cả lỗi kỹ thuật đã được sửa chữa. Ngoài ra thì mạng xã hội này cũng khẳng định là bản cập nhật sửa lỗi được triển khai trên toàn cầu. Tại cuộc họp báo, trước việc Facebook thông tin sai lệch về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam khiến dư luận trong nước phản đối gay gắt, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng cho biết cơ quan chức năng của Việt Nam đã làm việc với Facebook. Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam đã làm việc với Facebook và Facebook đã sửa cái thông tin sai lệch trên các bản đồ này. Như đã nhiều lần khẳng định thì Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được xác định phù hợp với luật pháp quốc tế. Trước thông tin từ mùng 1 tháng 7 2018, Trung Quốc sẽ quân sự hóa lực lượng tuần duyên trên biển. Phó phát ngôn Ngoại giao Việt Nam cho rằng việc tiến hành cải cách cơ cấu chính phủ là việc nội bộ của Trung Quốc. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế. Về việc Cục Nhập cư Malaysia bắt 41 công dân Việt Nam nhập cư trái phép, hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang liên hệ tìm hiểu sự việc và sẽ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam.